Sử dụng chiêu trò gì để chống phá đại hội 13? Càng đến gần đại hội đảng các cấp thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị lại không ngừng giở những chiêu trò, thủ đoạn để nhằm chống phá. Sẽ không có gì là lạ khi mà các bài ca xã hội dân sự, nhà hoạt động chính trị dân chủ, nhà hoạt động nhân quyền, nhà cải cách xã hội được thành lập và đội lốt để lừa dối dư luận. Khi mạng xã hội càng phát triển thì đây lại là những công cụ phát triển truyền bá thông tin sai lệch của bạn chúng. Chúng tích cực hoạt động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, truyền bá phát tán thông tin sai lệch nhằm chống nhà nước Việt Nam, thậm chí là tàng trữ vũ khí để nhằm mục đích khủng bố chống chính quyền nhân dân. Việt Nam đang thực hiện công cuộc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Các thế lực thù địch đang ra sức tập trung công kích, tuyên truyền chống phá trên mọi mặt. Chúng không ngừng chống phá trên nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Mà chúng còn xoáy sâu vào việc xử lý cán bộ, công tác nhân sự trước đại hội. Sẽ không có gì là lạ khi mà chúng đang ra sức xuyên tạc rằng việc Đảng thực hiện kỷ luật một số cán bộ có biểu hiện sai phạm được chúng coi là cuộc thanh trừng nội bộ. Các tổ chức phản động như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Triều Đại Việt được cầm đầu và có sự tham gia của Đào Minh Quân, Đỗ Hoàng Điểm, Lisa Phạm, Phạm Đoàn Trang, Nguyễn Văn Đài trong những ngày qua đã không ngừng tìm cách nắn dòng dư luận để gây nhiễu loạn thông tin, bẻ cong sự thật. Thậm chí chúng còn gắn ghép các thông tin một cách xuyên tạc như Covid-19 tại Việt Nam thống kê gian dối để truyền thông cho Đảng, Nhà nước thực hiện đại hội đảng tốt đẹp. Việt Nam gian dối thông tin truyền thông về số lượng người mắc vì nền y tế yếu kém, hạn hán ở miền Tây do chính phủ Việt Nam thiếu trách nhiệm, bỏ mặc người dân. Luận điệu mà các đối tượng thường xuyên tuyên truyền bấy lâu nay đó là chủ nghĩa Mác Lênin là một học thuyết viển vông, ảo tưởng, con đường chủ nghĩa xã hội hoàn toàn chỉ là bịa đặt có lợi cho Đảng Cộng sản chứ không phải hướng tới mục tiêu của nhân dân. Đồng thời, những kẻ này thường xuyên xuyên tạc về hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chúng cố tình viết lên những lời xuyên tạc mang đầy tính vu khống, cố tình gán ghép hình ảnh thô thiển, gây nên sự bức xúc trong nhân dân. Mặc dù chúng cho rằng kinh tế thị trường vốn là kinh tế tư bản chủ nghĩa, không thể xây dựng định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nhưng con đường đó ngày càng phát triển thì chúng lại không ngừng tìm cách xóa bỏ, kêu gọi các nước tư bản không công nhận. Chúng ra sức tìm mọi cách để ngăn cản sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước châu Âu. Những kẻ không tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không tin vào con đường lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam thì luôn tìm mọi cách để lật đổ, đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 để chúng có thể tấn công vào Việt Nam và thực hiện mưu đồ đen tối. Rồi một chiêu thức của chúng vẫn được thực hiện hàng năm, đó là sử dụng các báo cáo dân chủ nhân quyền, thư ngỏ, thư kiến nghị cho một số tổ chức dân chủ, nhân quyền trên thế giới nhằm thổi phồng các vấn đề dân chủ, nhân quyền trong nước. Quy chụp nguyên nhân của những tồn tại đó là do lãnh đạo và chế độ Việt Nam hiện nay. Vậy nên, sẽ không có gì là lạ khi mà các trang phản động như Việt Tân, VOA, RFA, Nhật ký yêu nước trong những năm qua lại liên tục có những bài phóng sự, bài viết, nội dung xuyên tạc, tạo nên sự thật giả nhằm vu cáo chính quyền Việt Nam. Trong những năm gần đây, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ do Đảng phát động đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã liên tục có những bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Công cuộc phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, niềm tin của nhân dân càng được nâng cao. Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển của Việt Nam có thịnh vượng hay không phụ thuộc vào người đứng đầu, người lãnh đạo đất nước và sự đoàn kết chung tay của nhân dân cả nước. Khi công cuộc phòng chống tham nhũng đang được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thì sự ủng hộ của nhân dân sẽ khiến các tổ chức phản động này không có đất sống. Tin giả mà chúng vẫn thường tạo nên sẽ bị dập tắt bởi chính sự tỉnh táo và niềm tin của nhân dân.